voy a arrancar. Gì cơ? Trận này có chơi không hay tặng sơn quan của đấu? Chưa cảm thấy muốn chơi gì. Chả cảm thấy muốn chơi gì. Cát quá nhiều năng lượng rồi. Không muốn suy nghĩ nữa, chưa thấy thích cái gì cả. Cái gì đấy? Tình cờ Mueta. Tôi xin một tí team Spirit đi. Spirit bây giờ đang như nào? 1.6 à? Bên kia 2.5. 3.000 Spirit đi. Tí là 3.000 luôn á, à, chưa bao giờ đánh 3.000, lần này đánh 3.000 cho nó thua đi, mai ra bồ đề cho nó đỏ. Lab thương khiếp đấy nhờ. Hả? Bảo lab thương khiếp thì nhỉ. Lab nào khiếp? Xì đi. Rồi. Nhưng mà X-Wing người mình có bài tinh cơ với cả Mueta kìa. Còn một con này, à? Một con này Tucker là chết cả hai con này. Chờ mấy bạn này? I think so too. 2.5 và... Chú Mỹ không tin AME á? Tôi luôn luôn hâm mộ team Spirit hơn so với cả team, so với cả tất cả các team Trung Quốc rất rất nhiều. 2.5 và 1.5 mà. Là đội hình của Extreme Gaming, à của team Spirit trông khiếp quá, lại còn collab cầm NS. Kèo này ngon cho Extreme Gaming à? Ú là la. Cho anh ấy 10 kill lên chim em. Xem nào. 10 kill Extreme Gaming à? Ú thực ra thì tôi thích team Spirit hơn, nhưng mà trận này tôi sẽ bias Extreme Gaming. 10 kill được mà anh, có store cho mà. Tôi 1000 Extreme Gaming. Hay quá. Người Extreme Gaming và 10 kill team Spirit 1000. Nãy đứng sau chú Mỹ là Trung Anh hay Duki thế nhìn không ra. Lúc nãy đứng sau tôi là Duki, nhưng mà Duki đã nuốt Trung Anh vào bụng. Trở thành một con perch. Chú Mỹ bao tuổi rồi anh em? Mình năm nay là 30 rồi. Tôi 1000 Xtreme với cả 1000 10 kill team Spirit. Nhưng mà thậm chí nó anh Mỹ uống ít bò húc thôi à? À thực sự là cát đêm này mà không uống bò húc thì hơi khó, tôi còn phải mua cả cà phê cơ. Thậm chí là còn vừa ngủ dậy. Intro này hay thế. Thế à, thế thì cân kèo đi đút. Cân kèo đi đút à? Lúc ấy K1 Hector mất nhiều sức quá. Mất nhiều sức quá, ok anh để em. Theo River, Xtreme win cộng 1 Starbucks. Ok Phúc Phạm ơi. Map 1 đánh gì chú Mỹ ơi? À, tôi thích team Spirit hơn. Toman đút ơi, tôi cũng thích team Spirit hơn nhá. Nhưng mà tôi là bias Xtreme Gaming thôi. To như là bỏ 1000 ra cổ vũ âm mẻ. Còn Mueta này bây giờ pha set các thứ nhào nhờ River nhờ giải thích cho anh em trên kênh chat. Pha set một đường, pha set là cái chiêu 2 đặt vòng là nếu có người chết trong đấy thì tăng AOE với cả thêm duration. Một cái pha set còn lại là đặt ra một cái kiểu bia miếu đúng không? Miếu bao giờ chết là TV ra đấy như con template. Hồi sinh là bay ra đấy luôn và có hiệu ứng của ulti trong vòng 2 giây hay 3 giây gì đấy. Thế chắc trận này AME lại phải chọn cái pha set đấy nhỉ? Pha set miếu. Nghĩ là cái miếu là auto rồi. Nói chung là hồi xưa thì nó không có cái hiệu ứng của ulti, bây giờ thì có hiệu ứng ulti rồi thì chắc là auto lấy thôi. Larry trận này sẽ cầm DK. DK đi mid thì sẽ không giống DK của K1. DK đi mid sẽ là DK lên Blink. Blink Hooligan Pie. Anh em ngồi đây có được nghe tiếng in game không ạ? Nguyên Thủy Thiên Ân. Xua. Một bắn đến từ Scatterblast của Mira. Phải dừng kill rồi. Anh ta mất đến hết nửa máu luôn vừa rồi. Hai bounty dành cho bên phía team Spirit rồi. Ba bounty dành cho bên phía team Bigic rồi. Level 1 với Doom và Mirana tăng leap thì gần như là không có nhiều áp lực về cho Luna. Chưa kể đó là còn có sự cover của Omni-9 nữa. Storm 30 trong tay với các em gần như là hero tủ nhất của anh ta rồi. Hiện nay mới không làm được gì nữa thì thôi luôn đấy. Đừng cho to lên nữa, đây là không có tiếng rồi. Không tí nữa là có tiếng nữa. Tôi đổi ao tiếng ra tai nghe rồi. Thế bây giờ cho lại ao tiếng vào cái màn TV này đi cho anh em nghe tí tiếng Dota nó mới đỡ buồn ngủ được. Rõ ràng. Chứ ngồi như này mà lúc nào hơi mệt mệt không nói gì buồn ngủ lắm.
Dota đỉnh cao mà lại không có tiếng gì. Không, trận này anh khẳng định không phải đỉnh cao trận Aurora với cả Aurora với cả Heroic được. Em lại bỏ lỡ mất rồi. Trời ơi, trận đấy xem nó phải gọi Heroic đúng là K1 một mình chống lại tất cả. First Blood không chống cho được. Rất đần. First Blood dành cho Yatoro rồi. Radda đang có mặt với IGS từ rất sớm. Con Doom này cũng cần phải hết vô cùng cẩn thận. Một hero tay ngắn mà đi lên cùng với một support Omni-9 như thế này là không đơn giản một tí nào dành cho Doom của IGS đâu, nhất là những cái level đầu. Chưa kể là còn có cái thông tin là Myrna tăng leap nữa, gần như chả hỗ trợ gì được nhiều khi IGS anh ta bị êm vào. Chính xác là Myrna tăng leap, còn Mueta này tăng cái gì đây, hình như không phải tăng miếu đâu. Tăng cái gì ý, tăng pha set gì ý. Tí nhờ người Nhung nó chỉ vào, à, cái Trang nó chỉ vào pha set cái vòng gì vậy. Xem pha set của con Mueta. NS cũng là lấy pha set bị blind. The Calling rồi. The Calling. The Calling này là như nào? Là người chết trong đấy thì tăng AOE với cả... Đồ, lấy được một mạng Miposka nói to lên. Tăng AOE với cả... Nói to rồi, nói rõ tăng lên. Duration. Tăng AOE với cả tăng Duration. Cho cái The Calling này. The Calling. Ok. Thế là cũng có một vài những sự khác biệt đến từ Ame đấy chứ. Cho xem nốt cả cái pha set của con Night Stalker đi. Bởi vì Night Stalker này là không lấy pha set 5 phút đầu tiên là đêm trước rồi. Collapse này là lấy pha set khác. Pha set này là bị voi là bị mù, đồng đội thì không nhìn thấy. Ồ. Oh. Đây là để đi săn lẻ người. Săn lẻ, đừng không cho backup. Như kiểu là bị mua ta bị voi, Tinker sẽ không nhìn thấy để mà búp các thứ. Đúng rồi. Ok. Nhưng mà thực ra nghe không hay lắm nhờ, bởi vì có mỗi con Tinker thôi mà. Không, bên kia không phải là Omni hay là Abaddon hay là gì cả. Có vẻ thì sẽ là một trận đấu khá là cân. Theo như River đánh giá thì trận này là trận mà Team Spirit có lineup đẹp hơn. Đẹp hơn. Nhưng mà rất có thể là Extreme Gaming trận này với cái pha set không thường thấy của con Mueta này mới là cái bài dị và gây được bất ngờ cho đương kim vô địch TI. Nói chung với cái lineup này thì đều là hai lineup mà phù hợp với lối chơi của cả hai team. Đánh giá đây là lối chơi của hai team thì khá tương đồng, tập trung nhiều vào giai đoạn mid game cũng như là macro, thậm chí là muốn kéo về late game. Là áp tủ rồi đấy. Đúng rồi, lối chơi cũng là tủ luôn. Tôi thì tôi không không dám phán đoán xem là team nào sẽ có 10 kill. Nhưng mà Ame có thật hai tình huống deadshot cực kỳ kinh khủng rồi. Ném nét thẳng vào mặt của Collapse. Collapse cần phải di chuyển về, nên nhớ cái thời điểm đầu game này con Night Stalker này nó vô cùng giặt dẹo. Một tình huống mà kể cả Collapse anh ta không chết nhưng mà mất luôn cả support ở đây thì Collapse không sớm thì muộn anh ta cũng đang bị tê liệt ở cái lên này. Máu thấp có khi là còn lớn hơn so với việc là anh ta phải lên bảng lên số. Đang lách, cố gắng lách. Ủa, đánh vẫn cứ là đẳng cấp đến từ Collapse. Vẫn cứ là đẳng cấp chơi game đến từ Collapse, nhưng mà thôi được rồi, cuối cùng cũng phải lên bảng thôi. Hai mạng cũng từ rất sớm dành cho Ame cũng như là DY. Wow, ăn miếng trả miếng rồi. Ok. Radda này đang có khá nhiều tình huống farm trượt hay là do lỗi game nhỉ? Từ đấy là nhìn farm trượt tương đối nhiều mà đó là những tình huống farm khá là đơn giản chứ không phải là phức tạp gì dành cho con Luna cả. Lane cũng không phải áp lực quá. Cuộc mid lane này thì XM đã có một tình huống đi bắt gà của Larry rồi. Extreme Gaming có một đội hình mà có khá nhiều các hảo thủ đã thất bại vô cùng đau đớn và nghiệt ngã trước Team Spirit rất rất nhiều lần trong rất nhiều những trận chung kết quan trọng. Nhưng mà ngày trông hôm... cái con người ta của Ame đang trông là khá khiếp đấy nhá, dùng deadshot các kiểu là làm đôi luôn đấy. Yes. Nhưng bây giờ sẽ thăm mình mà NS bắt đầu có đêm. Câu chuyện nó sẽ hơi khác một chút cho bên phía Team Spirit. Và nên nhớ Team Spirit này cho dù là early game họ có gặp khó khăn một chút ở giai đoạn laning phase thì họ vẫn biết cách để có thể comeback, một trong những team có khả năng comeback và đánh late game có thể gọi là hay nhất thế giới trong khoảng tầm 3 năm trở về đây. Đó, Collapse sau khi có đêm nhìn mạnh mẽ hơn hẳn. Farm creep không trượt, bắt đầu cân bằng lại lượng farm so với cả Ame rồi. Và khi đã có đêm thì rõ ràng lane của Team Spirit với Snapfire và Night Stalker sẽ là khiếp hơn. Đã phải mua cho mình lên những cái Rain Rope để có thể né đam, bớt đam đến từ những cái void của NS rồi.
trận này thì Zinq cầm Mirana. Đây cũng là một con hero rất đáng chú ý. Zinq với rất nhiều tình huống bắn tên ảo diệu từ trước đến nay rồi. Cuộc mid lane Larry đã có tình huống hóa rồng lần đầu tiên. DK này hóa rồng lên farm đơn giản quá nhỉ. Ô, nhưng mà Luna của Yatoro thì đang bị dồn vào. Có healing Lotus. Chưa có gì cả. Chưa có gì để chơi. Mid lane thì Miposhka anh ta còn xuất hiện luôn để dồn XM, bắt XM phải đi bộ về. Cặp đôi support bên phía Team Spirit di chuyển đến cuộc mid lane. Ngay trong form rồng đầu tiên của Larry với một cái xe họ đang muốn lấy trụ rồi. Đánh không khác gì gai mình là điện tờ luôn. Zinq quyết định di chuyển ra đây để bắn tên ăn xe, giảm bớt áp lực, hơi muộn rồi. Rõ ràng là một tình huống tham minh macro cực hay của bên phía Team Spirit. Objective đầu tiên dành cho những người CIS. Ở dưới bot thì Muetta của Ame vẫn đang farm được. Chết rồi, không có nhiều nữa đâu. Thậm chí là còn đang nữa. Muốn rotate xuống dưới bot. NS đang sắp có 6. Wisdom rune chuẩn bị có. Đẩy sẵn một con bóng vào đây để Miposhka có thể ăn cho mình rune bounty, rune wisdom. Nhưng mà pha này khó cho Miposhka quá. Miposhka pha này sẽ vừa mất rune wisdom cho đối phương mà vừa lên bảng điểm số sẽ là 4-1 tạm nghiêng về Extreme Gaming. Tuy nhiên thì giảm được khá nhiều áp lực cho khả năng farm ở lên của Yatoro. Sao không repel từ trước nhỉ? Collapse ở đây thì lao thẳng vào DY. DY là đi rồi. Tạm biệt DY. Không đủ. Một cái deadshot của Ame cũng không đủ giữ lại mạng của DY trong giống vừa rồi. Hơi là có chút khinh thường con NS lúc ban đêm. Một bên là Night Stalker, một bên là Doom. Đều là những hero off lane để dí. Tuy nhiên thì cái ulti của Doom chắc chắn là nó sẽ mạnh mẽ hơn rồi. Khó chịu hơn rồi. Posca được đẩy ra mid để có thể hứng level. Tuy nhiên DK cũng đang quay trở lại lane rồi. Và bên phía Extreme Gaming họ biết điều này. Bộ con quát cắm ở dưới bot. Trên Tom có Doom. Bây giờ thì Luna bắt buộc phải. Thôi xong, deadshot trượt của Ame. Yatoro anh ta đang đi bộ lùi về. Cảm thấy không đủ đam ý ghét. Anh ta quyết định là không xuống tay. Bỏ qua cho Yatoro trong tình huống này. Anh ta không dùng ulti. Cố gắng lấy trụ một thôi. Ulti của Doom là Doom bạn ạ. Hiệu ứng thì là cấm heal và silent. Nó hỏi đẻo mà. Kể cả không biết thật thì là không biết đùa thì vẫn trả lời. Trả lời, đã có phân tích viên, đã có thuyền trưởng River ở đây rồi. Các bạn không cần phải gọi là hỏi móc rồi. Nó đen, cái Senchi rất đen. Senchi không nhìn thấy Watt của bên phía Extreme Gaming. Ba người đang có mặt ở đây, tuy nhiên thì Team Spirit cũng là 4. Đường hướng di chuyển là đang biết hết rồi này. Watt này là hơi trình đấy nhá. Khá trình luôn. Watt này là Watt rất trình đấy. Sắp sửa thời điểm phút thứ 9 rồi. Bên phía Team Spirit Collapse vẫn chưa tận dụng được cái màn đêm đầu tiên của mình. Mặc dù anh ta đã có level 6. Vẫn đang muốn nhắm vào vị trí của Luna. Giờ to bay đến kéo áo. Bây giờ là Doom luôn ở vị trí của Luna. Không ai cứu được, chắc chắn chết rồi. Miposhka ra đây không cẩn thận cũng đi luôn này. Là ra để có thể hứng cái hồi clip tiếp theo để lên level 6 thôi. Bên phía Extreme Gaming mới đang là những người triển khai cho early game hay hơn. Bắt được Tinker. Tuy nhiên bắt được Tinker ở dưới này. Đang dòng Tinker với dạng mạng Yatoro thì câu chuyện lại khác hoàn toàn. Ame vừa có một pha deadshot rồi. Bây giờ thì hóa phong ulti luôn để bắn. Chưa dồn đam được ai cả. Zinq di chuyển ra đây. Bên phía Team Spirit họ né chiều hay quá. Né deadshot rồi né arrow. Là quá đỉnh. Sắp sửa hết màn đêm đầu tiên. Và với màn đêm này có được hai mạng khu vực đường dưới. Có thể nói là bên phía Spirit Collapse này là anh ta đang hoàn thành nhiệm vụ. Đạt chỉ tiêu. Luna cũng rất rát đan thì bây giờ sẽ phải di chuyển vào rừng bắt đầu farm thôi. Tự stack, tự farm, tự làm, tự ăn. Larry sau khi ăn được trụ một rất sớm anh ta sẽ tham mình một cái Blink Dagger và sau đó thì gây áp lực ngược cho Extreme Gaming để Luna farm. Cố gắng để đép với Mark và Mercin. Và rõ ràng là bên phía Team Spirit họ chưa thể ăn ngay cái trụ này được. Có thể là một tình huống sợ mốc với cái Dark Ascension của Night Stalker. Vẫn chưa sử dụng. Tuy nhiên Dung đang comeback với việc lên cho mình Midas cũng như vừa có cho mình cái mạng của Luna. Omi chưa để lại được nhiều dấu ấn ở trong trận đấu này. Đang farm 6. Đang farm 6 đánh sơ tích thôi.
Smoke này có ý đồ lấy mạng của Collab. Collab vẫn còn ulti, hai Bracer 1500 máu. Giáp khá dày rồi, giáp này là giáp có thể quay quanh trụ và đánh ôm trụ được. Smoke tới từ phía Chu Gaming, đừng quên rằng là có Omi nha. Tên bắn lại một lần nữa không trúng, còn AB mới là người phải lên bảng điểm số đây. Tiếp tục là Silent vào Tom Birit của XM. Trời ơi, đây vẫn là cái cách chơi của Team Spirit cao tờ ganh và đọc đối phương như những quyển sách mà họ mua ở Tràng Tiền vậy các bạn ạ. Không thể tin được. Đánh hay nhỉ? Mẹ chúng nó chứ. Chơi Dota này bao giờ mình được đi competitive. Không cần phải đi ganh, đối phương tự dẫn xác tới, chỉ đơn giản là một tình huống counter pick à counter ganh mà thôi. Đã cố gắng êm vào vị trí của Omi rồi, nhưng mà Ame thì không ngờ rằng ở đấy đã có sẵn 4 thành viên chờ họ. Đã có Blink Dagger và thêm một lần nữa dồn vào Ame. Ame sẽ có Tinker của DY giữ chân ở đằng sau. Deadshot trúng nhưng Arrow trượt. Storm Spirit bay đến và ngay lập tức có Guardian Angel của Miposka được bật lên. Có lẽ sẽ phải bỏ lại mạng của Miposka rồi. Đến lượt bên phía Team Xtreme Gaming là những người cao tờ gành. Và 5 người đều. Doom thì đã có được cho mình Hand of Midas rồi. Nhưng đây sẽ là khoảng thời gian vàng dành cho Yatoro để chúng ta farm vượt map. Khi mà Ame đang bị ngắt chuỗi farm tương đối là nhiều. Trận này nếu mà so về late thì Spirit lợi hơn nhỉ? Đây người tìm lợi hơn. Vậy khá khá luôn á. Hơn về cái mặt đánh là dễ đánh hơn thôi, chứ bên phía XG Gaming thì vẫn chơi được với Doom, với Sơ Tôm, gậy xanh thì... Nhưng mà Doom này rồi Doom late game cũng mạnh đấy. Tức là đơn giản chỉ là Team Spirit họ bật ulti lên, sau đó sờ tăng target các kiểu rồi. Thì dễ chơi hơn, Boop Rebell kiểu dễ chơi hơn. Và lấy objective cũng dễ hơn. Còn nếu mà XG Gaming họ làm được cái điều đó là Doom vào Omi hoặc là Sơ Tôm kéo áo em nhanh Omi thì... Hoặc là gậy xanh kéo áo 4-5 người thì vẫn là câu chuyện khác. Yes, chính xác là như vậy. Chúng ta vẫn có thể chờ đợi một trận đấu map thi đấu Dota 2 skill. Còn đây là một bài vở mà Xtreme Gaming họ... Xtreme đã đánh con Tinker này chưa nhỉ? Đánh rồi. Nhưng mà là skill đánh. Thì thực ra là Tinker đã xuất hiện trong bể tướng của họ là cũng... Gọi là đây không phải là bài mới nữa rồi. Đây không phải là bài gây bất ngờ nữa. Đây là bài bình thường họ đã chơi rồi. Một trong những bài của Xtreme Gaming. Spirit thì có lẽ là họ cũng đã có những cái sự chuẩn bị. Ame vẫn đang farm chưa được thực sự xanh lắm ở vào thời điểm này. Đến lượt Spirit là những người Smoke có Dark Ascension với Collab. DK cũng có form. Berlin sớm. Lao ngay lập tức vào người của Jinx Kill. Đây là một trận đấu bên phía Team Spirit. Họ lên những cái Blink Dagger rất sớm ở vị trí số 2 và vị trí số 3. Đã tiếp sớm mốc là phải objective. Yes. Không đơn thuần chỉ là một mạng đâu. Yes. Nhưng mà DK đang bị break Blink với Master Mercy. Nhưng mà không quan tâm, cái họ quan tâm là Rune Wisdom. Chính xác là như vậy rồi. Và cả con Tinker luôn. Combo chuẩn chỉ quá. Vẫn ra. Muết Ame vẫn ra. XXF cũng xuất hiện cùng với XM. Hết đêm của Collapse. Có lẽ là bên phía Team Spirit cũng sẽ phải bỏ lại một vài mạng ở đây. Hai mạng thằng support nhờ. Hai mạng support và XM có double kill 8 đều. Bạn vào 10 kill ai đấy? Team Spirit. Wow. Quá căng. Team Spirit thì cắn qua rồi. Trận này siêu thai. Thì em nghĩ là với cái item cũng như là skill của bên phía Team Spirit thì dễ ăn hơn. Dễ ăn hơn. Không quan trọng, không quan trọng. Có Storm và Doom bây giờ vẫn còn đang còn ulti nhá. Yes, baby. Còn Collab thì đang phải sống thời điểm ban ngày và đang chưa có ulti. 10 lỗ đầu tiên của Team Xtreme đang có rất nhiều hạt giống của anh đấy. À thế à? Ố là la xài son. Thế còn Đức Kính có vào tổng không? Không tổng anh, à? Anh ngược em... À, ngược một tưởng rồi chơi à? 10 kill phải bắt buộc chơi tổng chứ. À, bố mới làm giám đốc thì kế bố, rồi, bố mới ra luật. Kế rồi. Ui dù mấy cái hạt giống này vứt mẹ đi sẽ để làm cái gì. Ân ơi, bật tiếng cutter nước ngoài của anh này. Trong cái tốc độ farm của Luna là yên tâm hơn này. Muta của Ame cũng là một con Muta khác với các player khác. Khi mà anh ta lên cho mình đó là bộ set 2 Minonia chứ không phải là Glebnia. Chín rồi. Dominating dành cho vị trí của Collapse. Và đây là 5 phút kinh hoàng, 5 phút gọi là nightmare. Nightmare dành cho bên phía Xtreme Gaming.
với một con Night Stalker đang có đêm của Collapse. Chuẩn bị có Dark Ascension luôn. Là gì và Misa cũng ở kia. Đi vào cổng kiểu gì đây ông lại. Trời ơi. Thấy zoom, thấy zoom. Là gì và Misa sẽ đi cùng với nhau. Nhưng mà xuống đây phá quát này là cũng hơi lộ hình một chút. Có Storm Spirit và Miranda của Zinkiel trong khu vực rừng. Nhưng mà Yatoro đã xuất hiện đây rồi. Sẽ là rất cần, rất căng. Noel đang di chuyển xuống. Đang là thời điểm ban đêm. Có Dark Ascension, có rune Invi đây rồi. Tè hết rồi. Thế tè hết đã. Sinh trên bản đồ tè hết rồi. Có một cái rune ở khu vực sông dưới. À, có một cái quát của khu vực sông dưới. Biết được là Noel có Invi. Nhưng mà Noel đang đi một cái đường khá khéo. Nhưng mà vào đây nhìn thấy Doom thì cũng hơi khó chơi. Con Doom này level 11 rồi. Và hướng thẳng đến first item đấy là Shiva sau Midas. Thế áp lực thôi. Đang có thông tin là không có Luna nhé. Phá được mắt rồi. Thậm chí biết đối phương lùi về là biết có mắt luôn. Cho Gary ra phá quát. Hiểu trình. Hiểu trình luôn đấy. Thực sự là quá hiểu trình. Shiva 16 phút dành cho IES. Phàm cũng điền quá nhỉ. Mấy ông này chơi Dota hơi bị điên tí. Hơi bị maniac các bạn ạ. 17 phút. Network chênh lệch là nhỏ hơn 1000. Hơi bị đạt maniac. Đạt maniac lại còn fit với cả ngắn thọt nữa thì với hai tình huống cắm quát vừa rồi thì có lẽ đã biết bên phía Xtreme họ smoke rồi. Đúng là Dota hai skill. Mặc dù là cũng không quá dồn dập về mạng đâu, nhưng mà chúng ta xem cái cách xử lý của hai team đến thời điểm bây giờ nó rất là nứng. Anh em mà xem LDI đến giờ thì thấy trận này còn nhiều action chán. Đã có những game anh em xem là hơn 30 phút mới clear 10 lỗ đầu. Đã có những team 30 phút chỉ giết hai mạng. 33 phút chỉ giết hai mạng. Larry có cho mình đấy là một cái orchid. Rudden cần phải hết sức cẩn thận ở đây. Một cái búa xét thai dành cho Ame. Thảm mình như thế này nó mới là game thủ tay ở một chứ lệ. Đủ có bán cho mình Midas đi để mua Shiva. Thực sự game này là xứng đáng thức đêm. Rõ ràng rồi. Nếu như bạn nào ngày mai phải đi làm thì cũng hơi chia buồn cho các bạn. Nói đang lộ với cái Luna AD với một con mắt được cắm khu vực trên top khu vực Anson. Xtreme Gaming vẫn đang cố gắng thủ và đang thủ tốt. Họ biết rằng thời điểm này thì Team Spirit đang là những người có lợi thế hơn với cái 5 phút đêm này của Collapse. Và thực sự là khi đối phương con NS thì kiểm soát bản đồ rất là bị áp lực. Cho Tinker Bait với Holy Locket. Người ta có bú set 2. Mà rõ ràng là bên phía Team Spirit họ sẽ tập trung chơi ở khu vực có quát. Luna thua. Tôi nghĩ là trận này vẫn đang là cân thôi. Lại lộ sờ mốc rồi, biết cầm cái quát mà biết từng cái vị trí sờ mốc của nhau. Đâu, cầm Senchi thôi mà. Quát kia. Ở mid. Có cả Senchi mà. Mid quát. À có quát à? Cả quát cả Senchi cả trông đúng Senchi. Không? Thôi sao. Xtreme Gaming này cũng nghiên cứu Team Spirit rất kỹ đấy. Không đơn giản một tí nào cả. Cảm giác là rất là hiểu nhau luôn. Mà Spirit cũng rất hiểu cái cách chơi của Team Xtreme Gaming luôn. Đặc biệt là Ame. Cứ là né nhau này thôi. Khiếp thật. Một bên thì né giao tranh, còn một bên khi giao tranh thì né chiêu. Ui dồi ôi. Siêu điện ảnh. Nhưng Collapse cần phải cẩn thận không? Chưa có gì xảy ra, cái Xtreme Gaming đang chủ động chơi chậm. Sau phút 20, lúc đó họ sẽ tính. 30 giây nữa là có thể đánh được, nhưng mà hết đêm đừng quên là có Dark Ascension. Nhưng mà với việc là ban ngày thì vẫn có thể vào trước được. Em được NS hoặc em được Omi thì vẫn là lợi thế hơn người. Nhưng mà với việc map đang bị ép như này thì con Luna nó sẽ farm thoải mái hơn là con Moeta. Nhưng bù lại là sắp của bên phía Xtreme Gaming thì được farm nhiều hơn. Còn sắp bên phía Team Spirit thì phải di chuyển cùng để có thể control map. Sắp của Team Spirit thì Mipotska gần như là anh ta bỏ qua cái phần farm rồi. Chỉ còn cùng lắm là Mira với một con Snapfire thôi. Mà thực ra trận này thì Snapfire cũng không cần phải farm quá nhiều. Cố gắng làm sao tạo ra những cái thế trận đánh nhau rồi lên đồ từ đấy thì hợp lý hơn. Lên hoặc... 9 từ phút 15 bây giờ vẫn 9. Ai Mipotska hả? Không. Chỉ lỗ đầu ấy. À, chỉ lỗ đầu, ok. Đái nhỉ. Đái nhỉ.
BKB lên liên tục như này lại càng đại hơn. Không biết thằng nào ăn luôn đấy, thực sự luôn á. 20 phút rồi. Khoảng cách giữa Luna và Muerta đang là khoảng 3k. Đây là một khoảng cách tương đối lớn. Tương đối lớn. Tuy nhiên về mặt thế trận thì Xtream Gaming lại đang là những người không thua thiệt về mặt network hay là về mặt thế trận. Chỉ là một chút áp lực với một con Night Stalker khi có màn đêm thôi. Thời điểm này thì bây giờ khi mà ban ngày thì Team Spirit lại chơi gần giống như Xtream Gaming. Mà khi Team Spirit chơi gần giống như Xtream Gaming thì họ lại có lợi thế một chút. Khi mà thời điểm này là thời điểm mà Luna vẫn còn farm nhanh hơn so với Muerta. Thực sự ở Dota nhảy xem vẫn sướng. Kể cả hai team có đi farm nhưng mà lúc sau full đồ đánh nhau nó là máu luôn. Dạ vâng ạ. Top 1, top 2 server thì... không hiểu sao lại gặp nhau ở nhánh thua. Không hiểu sao lại không sướng luôn. Gặp nhau ở nhánh thua. Hôm nay thậm chí là một team phải đi về. Trận này xem không chỉ là xem không, mà trận này xem là các bạn phải chuẩn bị giấy ăn. Chưa 10 đút ạ. Bây giờ sẽ tổ chức ăn Roshan. Ăn Roshan pha này, Roshan sẽ là pha 10 này. Larry đang ở xa, Storm cũng đang ở xa. Bên phía Xtream Gaming họ bấm smoke rồi, bấm smoke đi đâu đây? Có lẽ là địch đi pick DK rồi. Nhưng con DK này nó có blink. Lại còn không, có rune hết. Cũng không dễ lắm, Larry lại có rune hết nữa. Trong khi đó thì các thành viên ở bên phía Team Spirit họ đang ăn Roshan. Họ đang nhử ở khu vực Roshan rồi, bây giờ họ bấm smoke 5 rồi. Họ muốn đánh nhau đấy. Muốn đánh nhau hơn là muốn ăn. Họ muốn đánh nhau hơn là muốn ăn Roshan. Họ nghĩ rằng đối phương đang tập trung lại khu vực Roshan thôi chứ họ muốn đánh nhau. Cả hai team đều scan. Một bên scan vào Roshan, một bên scan vào rừng. Luôn. Chưa ai nhìn thấy, chứ chưa nhìn thấy đi phải. Đang là rất căng. Ở mid thì không còn objective. Bây giờ là smoke đi theo cái hướng mà đối phương vừa sâu cho team Spirit này. Xtream Gaming hết smoke rồi. Dình cứu đang mua smoke, đang cho gà mang smoke lên. Con Tinker nó đang phải đi về nha. Nhìn thấy gà bay qua rồi. Đây rồi. Lao vào lại chính là AME. Eclipse được mở ra và mạng thứ 10 dành cho rồng đen. Vẫn đang gì HES. Tiếp tục sẽ là Doom. Không có BKB thì sơ chạy sơ. Sẽ làm gì ở trong tình huống này đây? Cố gắng Shiva. Pha này mà Doom đã là thôi núp lắm đây này. Chắc chắn là sẽ không Doom rồi. Nhưng mà mất hai co như thế này là cũng hơi nguy hiểm cho bên phía Team Xtream Gaming. Đang nuôi béo cho cả Night Stalker cũng như là Luna, cả Larry luôn. Storm Spirit không đủ xăng và cũng không kịp về position để có thể tham gia vào những tình huống vừa rồi. Team Spirit này không có sai, không có vision nhưng mà bắt kiểu gì vẫn cứ bắt trúng ông Ame đầu tiên. Cày thật sự luôn. Ame đang farm được đấy nhưng mà thực sự là anh ta chưa được đánh. Chưa thấy những cái tình huống sử dụng ulti của Ame để trả đam gì cả. Hai bên đều đang là có đồ. Chỉ chờ một tình huống va nhau thôi nhưng mất đất Ascension là xuống ăn Roshan luôn. Chính xác là như vậy. Hết đất Ascension xuống ăn Roshan còn một phút nữa. Trước khi đêm tiếp theo. Thoải mái thôi. Đối phương hết chiều rồi nhưng vẫn đang muốn contest từ team Spirit nha. Có form rồng và bên phía team Xtream Gaming nên nhớ rằng họ ăn Roshan không thực sự nhanh. Nhưng đây sẽ là một tình huống mà Xtream Gaming. Họ có thời điểm ban ngày. Đúng họ không có đi. Doom bị dính stun, không có Eclipse, Radan anh ta mở cho mình BKB nhưng Larry lên bảng đếm số rồi, dồn đam với XM nhưng không được, cuối cùng chỉ lấy được khiên Aegis của Ame mà thôi. Guardian Angel để làm gì đây? Để lùi về. Hơi bị động, lùi về như thế này mà câu được thời gian sang phút. Ở đâu? Phút thứ 25 thì giữ chân được Mira. Góc này thì né kiểu gì? Mega kill dành cho XM, trận này căng thế. 3.000 hạt vào cái trận này ngồi hơi đái. DK thì sau khi nằm xuống cũng đã có hàn đánh cho mình có BKB. Đang đánh bằng tham mình không có đêm tới từ team Spirit. Nhưng có lẽ sẽ chỉ là lùi về mà thôi. Lùi về, có đêm lại phải về. Có đêm lại phải về. Úi dồi ôi. Bởi vì Exit cũng đã mất rồi. Mượn thế thì cũng chỉ được khoảng tầm 1 phút đấy mà thôi. Căng thật sự. Cái layup đã căng rồi, cái cách chơi còn căng hơn. Network chênh lệch vào thời điểm này có thể gọi là không tính đi. Watt của hai bên cắm cũng rất chí mạng. Nhưng mà để thực sự tận dụng tối đa hiệu quả của Watt thì bên phía team Spirit có vẻ như họ đang là những người làm tốt hơn. Lại tiếp tục lao vào XM. Đây là một con hero có cho mình Mega Strix. XM không chịu nổi cái lượng đam này. Có đêm nó khác hẳn. Có đêm nó khác hẳn nhỉ. Nói chung làm gì làm cứ làm ban đêm đi các bạn ạ.
kể cả là cắt giải, đúng chưa? Cắt giải thì đừng làm. Tôi khuyên thật cả các bạn, cắt giải thì đừng làm. Cắt giải này là phải làm. Đây là tôi, đây là bọn tôi, đó thật sự là bọn tôi nể đức kính lắm đấy. Đi xuống lệnh lục van xin thì mày ra chứ không? Thiếu người vẫn bật Siva lên nhảy luôn hả? Thiếu người vẫn bật Siva lên nhảy luôn hả? Không sao, 17 giây nữa rồi Storm sẽ ra. Nhưng mất Fortify rồi, chịu 2 này sẽ đánh cho bên phía Team Spirit mà thôi. Có vẻ như Spirit họ đang vội hơn, họ rất muốn chiếm được objective cũng như là macro game sớm ở trong trận đấu này. Ame chưa được thể hiện một lần nào với Hurricane Pie với cả bố set 2 này của mình nhá. Nên nhớ là như thế. Ame đang chỉ được farm thôi. Đang thua một đồ to so với Luna. Đang thua một đồ rất to vào thời điểm phút thứ 26 so với Luna. Đấy chính là cái Khanda. Yes. Bây giờ 30 phút full nô đó. Con Muerta có BKB chưa nhỉ? Em nghĩ là chưa. Không lên BKB đúng không? Hình như là lên... Đấy, đúng Hurricane Pie với cả búa set 2 như này, ăn một beam Khanda của Luna thì gớm mặt đấy. Nếu mà xét về lượng đam thì Luna sẽ gây được lượng đam nó đều hơn là một con Muerta. Thái Bách bảo là chú Mỹ vừa đóng một ban rồi, nói lưu lắm. Thì đây có rất nhiều người chứng giám, chứng kiến và làm nhân chứng cho tôi thì TI lần này là tôi không có bất kỳ một liều nào cả. Nếu bạn có thì tôi sẵn sàng nhận. Tôi bây giờ là tôi sạch clean. Thế mà cát vẫn hay, vẫn líu. Các bạn hiểu là cái gì không? Cái trình. Líu này là líu cố tình đấy, chứ không phải là líu tự nhiên. Tiếp đi. Lại là một tình huống mà Ichigami họ smoke nhưng mà không bắt được ai. Bên phía Team Spirit họ group up rất nhiều. Ame vẫn đang rất tập trung. Các bạn có thể theo dõi nét mặt của các player. Lại là Ame, nhưng lần này có Hurricane Pie rồi. Bắn net shot đẩy được Collapse về. Ăn Doom. Luna bị ăn Doom. Eclipse được bật lên. Có vẻ chưa quá hiệu quả chăng, nhưng Ame vẫn bị dính Eclipse. Và Ame vẫn lên bảng điểm số, nhưng có vẻ sẽ đổi được mạng của Luna. Đổi được mạng của Luna rồi, nhưng chết luôn XM. Vẫn còn collab với BKB, vẫn còn Larry với form rồng. Có lẽ là DY này sẽ phải lên bảng điểm số rồi. Vẫn là đổi lời hơn dành cho bên phía Team Spirit khá nhiều. Chưa có BKB. Quan trọng là Ame lần nào xuất hiện thì anh ta cũng phải nằm xuống Muerta rõ ràng. Vẫn chưa phải là hero đủ để có thể gánh team. Lên hai gào luôn, vẫn còn cho nó một carry nữa đến từ Team Spirit, đó là một con DK. Vừa rồi Storm bay vào, chưa kịp múa may gì nhiều, ăn cái Khanda phát ngửa luôn. Luna của Yatoro này bị dính Doom mà như kiểu biết trước là mình sẽ bị dính Doom ấy. Cả Team Spirit như kiểu biết trước là sẽ có Doom dí vào người của Yatoro. Bật Eclipse luôn luôn là rất sớm, rất chuẩn tham mình. Đáng sợ thật. Dáng dấp của đương kim vô địch TI nó phải là như thế này. Collapse thì cũng đang lên một món đồ cao tơ tinh cơ, đó là Nullifier. Ok ok ok. Sẽ có một vài mạng support dành cho bên phía Extreme Gaming. Miposka và Mira ở lại khu vực tam giác này quá lâu. Double kill dành cho XE. Vẫn rất là... cần. Thực sự thì cái tình huống... À đây là pha mà bên phía Team Spirit còn ở lại để farm quái của đối phương ạ. À. Thế thì mắc sai lầm thôi. Chưa đi quát được nhưng mà lại ở lại farm quái. Thông thạo 30 mà cu. Ăn miếng trả miếng. Nhưng mà anh... cảm giác cái thế nó vẫn là dành cho Team Spirit rồi. Storm gặp Night Stalker với rồng là bị counter. Bảo mà con NS của Collapse chắc chắn là sẽ khiếp. Lên đồ mà có Nun xong rồi pha set là Blind là không thể cứu được luôn đấy. Không thèm bỏ Iron Talon đi, vẫn để Paladin suột ở dưới backpack, bao giờ đánh nhau thì nhấc lên. Rồi, có Rune Arcane dành cho XM. Tôi nghĩ rằng Extreme Gaming họ cần phải có một pha tổ chức tấn công chủ động gì đấy. Đây là thời điểm rất là đẹp, phút thứ 30, đang là thời điểm ban ngày. Doom 2 đang hướng tới cho mình là Lincoln để counter cho mình Doom. Cũng như là kéo của Storm, bây giờ bắt đầu đến cái thời điểm XM nên lên dần cho mình có gậy xanh rồi. Tinker thì Molly Locket dày dài. Lên đồ rất chuẩn bài, nhưng mà support được farm.
co hero cứ ra đường là chết, cứ vào combat là chết như này cũng hơi căng. Bởi vì X-Wing Gaming sẽ hơi thiếu đam. Support được farm như này thì support có thêm đồ aura rồi có thêm khả năng chống chịu ở trong combat. Tuy nhiên nếu như con mưa ta cứ bị dồn liên tục, con Storm cứ bị dồn liên tục như thế kia thì cũng hơi khó dành ở bên phía X-Wing Gaming. Tinker có cái sạt con Tinker là gì nhỉ? River nhỉ? Có cái chiêu để có thể đẩy lùi với cả chó đối phương. À, chính là cái chiêu mà giúp bất Team Spirit đấy. Thua Heroic 2-0, à thua Nông 2-0 đúng không? Đúng rồi. Đẩy, nó bắn chiêu chiêu đẩy lùi xong rồi có bị nhỏ hóa nhỏ. Nhớ lắm chỉ nhớ là đẩy đi với cả Root thôi. Đẩy đi với cả Root à? Cụm chí đây nhá, cụm chí đây nhá. Cái chiêu đấy gọi là chiêu gì nhỉ? Tên tiếng Anh của nó chịu, là chịu, chịu, không nhớ. Chỉ phát cho anh, phát Trang ngay. Tinker Raffle à? Bên kia. Giữa đút. Thề Waffle, ok. Giảm cả okay, cast okay. Và attack rain duration. Yeah, giảm cả cast và attack rain duration. Ok rồi. Đang là smoke cả hai bên. Tôi vẫn đánh giá đây là một cái tham minh mà Team Spirit mạnh hơn. Trừ khi là đung được một Hiroki trước. Luna vẫn dẫn 5k network, đút. Những cái tình huống sờ mốc của bên phía Team Spirit cũng cho thấy cái độ hiệu quả hơn bên phía Team Spirit Gaming. Muay ta chết quá nhiều với Team Spirit Gaming, cảm giác như đang phải chơi với kiểu 5 core hero. Nhưng ở đây XM có một cái Luna Arcane. Chắc phải có BKB rồi chứ đúng không? Ame chắc phải có BKB rồi. Ame not sure có BKB hay chưa. Nhưng mà rune AD trên người của Luna. Rune AD Luna. Check item phát nhở. Check thật nhanh item trước khi vào đánh Roshan này. Mueta có BKB rồi. Ok, hợp lý. Mà chưa crit thì cảm giác đam đầu ra chưa binh lắm. Khi mà đối phương đang là 3 cái BKB. Olaf có Nun. Chưa kể là Pai trên người của Mira. Trông vẫn đang hơi tè. Nhưng vẫn căng. Thậm chí X-Wing Gaming còn đang là những người dẫn tạm về network cơ. Luna cũng đã hoàn thành xong Lincoln Sphere rồi. Roshan chưa có 40 giây nữa. Đang liên tục vào những cú check. Có một công cụ để check Roshan đó là Arrow của Sinkyu. Quả đấy mà chúng là nhảy vào đùng luôn ấy. Mấy ông này né trông đùa. Toàn là chơi cả Dota, chơi cả NN đấy các bạn ạ. Có Tinker thì không phải lo về lên đây. Thoải mái thôi. Thậm chí là có thể dành level lại dành cho DY. Có 18 phải TP vào đồng đội. Không phải lo. 33 phút vẫn chưa có quá nhiều sự chênh lệch. X-Wing Gaming mất một trụ 3. Nhưng chưa hẳn đã là tài đâu. Tinker đang không ra được, đang không có objective, không có creep để đi ra. Ba con mắt cắm xung quanh khu vực Roshan nhưng mà chưa dám vào. Cái chỗ quan trọng nhất thì chưa có. Cứ để thời gian trôi như thế này thì bên phía Team Spirit họ cũng cảm thấy ok. Bởi vì sắp sửa bước sang thời điểm phút thứ 35 thì lại là màn đêm, lợi thế dành cho Colab. Vâng, xin cảm ơn người anh em Trần Tiến Tần. À, Trần Tiến Tấn. Đang là di chuyển ra khỏi khu vực có Watt tới từ bên phía Team Spirit đã lộ rồi. Boom luôn không? Boom vào vị trí của ai đây? Lại là Yatoro rồi. Nhưng Mi Posca lên bảng điểm số rất sớm. Nếu tiếp tục muốn bán. Chiến rất có thể sẽ phải buyback ra đến từ con Omni này. Và ở đây thì Yatoro đang bị dồn vào. Yatoro lên bảng điểm số rồi. Roshan chưa có. Thực sự đây là một tình huống rất căng thẳng. Bất ngờ X-Wing Gaming vươn lên dẫn trước 7k network. Thời điểm màn đêm. Có Roshan, bắt ba người bắt luôn cả Collab tôi xong. Đây rồi. Vỡ combat đến từ bên phía Team Spirit. Họ mua đồ rất căng và họ đang không có buyback. 15 giây để ăn Roshan. Sau con Roshan này rất có thể khoảng cách sẽ là 10.000 net. 5 giây. Có lẽ sẽ kịp mà thôi. Một team fight mà Team Spirit họ chủ động bỏ cái lợi thế đó là khu vực có Watt của họ để đi ra ngoài. NS thì cũng không bật đêm trước. Mà tới khi mà bị bắt rồi, tới từ vị trí của Omi hay là bị Doom rồi tới vị trí của Luna thì anh ta mới bật. Lúc đấy thì đã là muộn màng rồi. Cái pha vừa rồi IGS anh ta blink vào giữa trận, anh ta xòe Siva trúng 4 người nó chí quá. Bên phía Team Spirit nhìn thấy con Doom trong pha vừa rồi như kiểu là họ bị tê liệt luôn. Không biết làm gì mà con Doom bật BKB xòe Siva và dồn chí thẳng Doom mọi người của Luna. Quá khó dành cho Team Spirit.
liệu rằng có lấy high ground luôn hay không đây. Đối phương không còn Dark Ascension, không còn form rồng. Luna thì không biết là có biết thông tin đã dùng Eclipse rồi hay chưa. Luna đã dùng rồi, đã dùng Eclipse rồi. Bây giờ những nhân vật kiểu như là Starfire hay là Omni Knight trong combat đang càng ngày càng khó đánh hơn. Team Spirit thua Extreme hoài mà. Thực ra đấy là một cái fact đúng. Thời gian gần đây Team Spirit vẫn đang thua Extreme Gaming tương đối nhiều lần. Tuy nhiên đây sẽ là một lần cực kỳ quan trọng và chí mạng. Gần như tất cả đều đánh giá là Team Spirit là đội sẽ đi tiếp chứ không phải là Extreme Gaming. Team Spirit thì họ đã gục G2 IG ở vòng trước. Một team Trung Quốc đã phải về nhà. Nếu như Xuyên Việt Minh cũng chịu chung số phận thì Team Spirit thì thực sự là China Slayer. Thậm chí Tinker nó còn đang lên cho mình có Lincoln. Búp Lincoln, búp Seal vào để counter đối phương có cho mình cái nun. Đã để lớt dành cho AME rồi. Giờ chơi... là một ngưỡng sức mạnh khác luôn đấy. Chính xác, chơi 20-25 phút không được bắn, bây giờ được bắn mắc ping. À, thực sự là nếu như Yatoro anh ta cứ để cho IGS tìm thấy ở trong trường combat team fight thì sẽ rất khó cho Luna. Gần như là cái lượng đam của Team Spirit đang phụ thuộc hoàn toàn vào con Luna này. À mê tí còn có cho mình khoảng tầm 6 cái búp trên người đấy thì phải bắn được thôi. Chưa kể là còn có cả ulti của Mirna nữa. Thôi xong, 3.000 hạt của tôi công xuống chối rồi. Vượt qua combat Roshan thành công thì chỗ Extreme Gaming họ đang lấy lại được cái thế trận, ăn được rất nhiều objective. Gần phút 40 dẫn 10k network, cái điều này nó không quá quan trọng. Bây giờ thì thế trận của Extreme Gaming đang dễ đánh hơn rất nhiều. Thời điểm màn đêm gần đây nhất thì Team Spirit đang tê liệt. AME mà thắng được trận này với thằng đệ tử là cười tươi lắm đấy này. Vẫn đang bắn được thì sẽ là lỗ quá. Còn khi này thì chắc có lẽ vẫn tự tin thôi. Bật nhà rất trí đến từ AME. 7 cái búp trên người thôi. Lao vào luôn đến từ vị trí của XM. Quá nhiều mark và machine. Thực sự là cái thế trận này không phải là một cái thế trận để Team Spirit dễ dàng bay ra. Collab thậm chí còn phải đang đi farm rừng, đánh bắt xa bờ cơ. Mở giờ cô Linh lên luôn. Vẫn ra xe ra mít. Tự tin với con Muetta này. Thực sự trận này là đang đánh bằng trình ấy. Tinker mua Lincoln Sphere. Mình chứng tỏ là kéo 2 vào rồi. Guardian Angel được mở lên. Cố gắng dồn với XM. Nhưng XM có BKB và anh ta lại bay về. Bây giờ thì Mark và Machine trở nên cực kỳ khó chịu. AME cầm Kill Aegis. Đẩy luôn 2 lên của bên phía Team Spirit. Spirit thua 2-0 mất ấy. Đổi BKB tới từ XM cũng như là Larry. Và chọn DK này mà không có BKB thì ăn ulti của Muetta là cũng trông cũng không dày lắm đâu. Yatoro đã mua cho mình Lotha. Và với việc mua Lotha cũng như là Silver Edge như thế này thì Yatoro anh ta không còn buyback nữa. Collapse có rune hết. Sẽ phải di chuyển trở về để đánh trong tình huống này. Chỉ còn khoảng 1 phút nữa trong thời điểm màn đêm thôi. Cũng chính là cái khoảng thời gian mà Kenzit còn tồn tại trên người của AME. Rất khó chơi. Chúng ta nhìn kìa, Tinker của DY bây giờ còn giàu hơn so với cả Collab. Bắt được cả vị trí của Sinkill. Chết bắt luôn. Bắt Sinkill rồi. Bắt được DY hay không? Đang cố gắng dồn AME. AME mất khiên Aegis. Sinkill buyback. Bắt được DY hay không? Sinkill đã buyback ra. Bên phía Team Spirit liệu rằng họ cũng muốn chơi tiếp. Vẫn còn đêm. Collab vẫn đang rình rập. Vẫn đang rình rập. Cố gắng di chuyển qua cái March of Machine này để có thể lao vào. Oh, Yatoro! Trời ơi! Anh ta quá tỉnh táo với cái Silver Edge này của mình. Thực sự là trình Yatoro em ơi! Quá hư hình! Một tình huống ăn mạng 1.500 tiền dành cho bên phía Team Spirit. Và vừa rồi là một lời khen ngợi của Yatoro cho Collapse. Khi mà Collapse anh ta núp lùm cây, anh ta nhìn ra được vị trí vision của Muetta. Yatoro và Collab sau khi ăn mạng AME trong tiếng vừa rồi cười rất tươi. Rõ ràng Extreme Gaming họ có một con quát ở gần đấy nhưng lại không di chuyển gần. Chắc chắn là Team Spirit. Ôi, lao lên high ground luôn á, lao thẳng vào người của IGS. IGS đang bị dính silent, đang bị giật cục liên tục. Không có BKB. IGS lên bảng điểm số rồi, anh ta còn buyback nhưng AME không có mặt ở đây. IGS anh ta quyết định là chưa buyback.
vẫn còn Fortify. Fortify chỉ còn 6k rồi. Chỉ còn 6k network thôi. Cái bài này của bên phía Team X2 Gaming vẫn chưa thắng được Team Spirit thì thôi thào. Thực sự là mấy ông Team Spirit này chắc chắn là rất thích văn hóa Nhật Bản. Suốt ngày thích nắc các idol thôi. Yatoro cứ nhìn thấy Ame thế là tếu hết trở lên. Đang hai chờ Ame có ra để có thể buyback tên. Đây mới là hai lên. Còn XM, Extreme Gaming thì chưa có hai lên. Lao ra đến từ XM. Kéo hai. Mở Manta. Đây là một tình huống kéo tốt. Collapse vẫn đang đứng án ngự ở đây. Anh ta có cho mình BKB. Nhưng Larry lên bảng đếm số Collapse TP về được. Vẫn đang dí theo. XS anh ta là người buyback ở trong tình huống này. Còn Miposka có lẽ cũng sẽ phải nằm lại rồi. Miposka Guardian Angel luôn á. Câu thời gian này. Larry không có buyback. Vẫn chưa biết được là ai vẫn thắng chưa luôn. Biết được sẽ là ai thắng. Thực sự đây là một trận Dota quá mãn nhãn. Nó khá là chung kết TI năm 2021 đấy. Dota đỉnh cao thật. Và bây giờ thì sau một pha mà Ame bị bắt, bây giờ sẽ là cẩn thận hơn từ đội Ichi Gaming mình. Sẽ là những cái Senchi, những cái đớt, thậm chí là gem trên người của XM rồi. Vụ trộm được Ame một tình huống với Silver Edge. Không biết là trong những pha combat tiếp theo thì bên phía Team Spirit vẫn Yatoro vẫn cao. Đang lì này. Vẫn đang sờ cao bằng Silver Edge. Không được rồi. Vẫn đây đang là giữ khoảng cách. Có tóc. Runa biết được AD. Runa AD dành cho Ame. Vẫn đang rất căng. Căng quá. Căng quá, căng quá. Nhưng nếu mà Extreme Gaming mà thua map này thì thực sự là hơi khó để ăn map 2 đấy. Map này là map mà họ đã gần như là dùng 12 thành công lực rồi. Map này mà thua xong mà không thắng được thì bắt đầu tinh thần nó suy sụp. À, chúng ta cùng chờ xem với Team Spirit họ sẽ đẹp thành ở trong tình huống này như thế nào. Nhưng lại hai lên dành cho Extreme Gaming cũng không hẳn là một cái ý tưởng quá tệ. Khi mà đối phương có một cái cờ được cắm thẳng vào khu vực mid lên. Lại chuẩn bị siêu căng tới được khu vực hàng Roshan rồi. 18 đều. Vẫn muốn ở lại, vẫn muốn ở lại. Mỗi bên có hai lên. Bây giờ thì Team Spirit họ đã đầy đủ đội hình. Lao vào Yatoro. Yatoro bật BKB nhưng bị dính đúng rồi xong. Lượng đàm. Endgame chẳng. Chưa có Eclipse. Collapse đang cố gắng đuổi. Doom tự Doom vào người mình rồi. Đây không phải một con Doom có Ame cho mình. Ame bị dồn và Ame lên bảng không có bài bách. Đây là một cái double kill dành cho Yatoro. Trong khi đó thì Doom cũng đã lên bảng điểm số như là Doom và Lotus thì phải. Rõ ràng là Doom và Lotus rồi. Và bây giờ thì không có buyback các viên của Extreme Gaming. Mấy ông Team Spirit này đúng là thực sự là lại gội vàng, lại gội vàng rồi. Không thắng bằng macro, không thắng bằng chiến thuật, không thắng bằng my game thì thắng bằng cách sử dụng item mà. Ok, XM bay kiểu gì đây? Bay để clear grip thôi, thắng bằng item. Một tình huống sử dụng Silver Edge gây bất ngờ cho Ame. Và một tình huống Lotus Orb để bẫy Việt vị Ikiget. Không TP luôn. Không TP. Không có xăng. Ông XM này đang tếu rồi. Lao thẳng vào trụ 4 đến từ bên phía Team Spirit. Và có lẽ họ vẫn sẽ là những người giành được chiến thắng ở trong map thi đấu đầu tiên này chăng. DY cố gắng mở map ở Machine ra nhưng làm gì nữa đây. Đó là tốc độ push nhà kinh khủng khiếp của Collapse cũng như là Yatoro, buyback của DY. Tuy nhiên mọi thứ kết thúc rồi. Wow! Wow! What a game, thú vị bạn. What a game. Game này chỉ biết là nói là Ichigo mình tự thua thôi. Rõ ràng là ăn được 2 rack có thể về contest Roshan. Nhưng mà lại nghĩ rằng là có thể endgame luôn. Một player như là Yatoro không thể không để buyback được. Cười quá tươi đến từ vị trí của Collab. Còn Larry thì anh ta căng hết cả mắt lên rồi. Miposka ơi cười sự